chuyến xe khởi nghiệp đã quay trở lại. Và tuần này, hành khách sẽ là ai? 18X sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, dấn thân khởi nghiệp ở tuổi 29, sở hữu công ty khởi nghiệp triệu đô với một ứng dụng trên điện thoại có tên Clingy. Ngay bây giờ, hãy cùng gặp gỡ startup này để giải mã dự án thú vị này. Rất vui được chào đón anh Quang đến với chuyến xe khởi nghiệp ngày hôm nay. Và các khán giả của chương trình thì đang hơi tò mò một chút về anh. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình? Chào các bạn, mình tên là Quang. Mình là founder và là CEO của công ty cổ phần Gigatom, đơn vị chủ sở hữu của app Clingy. Ngày hôm nay thì khi bước lên chuyến xe này thì không biết là cảm xúc của anh thế nào, có hồi hộp không ạ? Sáng nay thì mình cũng hơi hồi hộp thật, bởi vì là chưa bao giờ mình lên một chương trình lớn như này. Bởi vì xưa nay thì mình vẫn muốn là ít lên sóng và ít lên media hơn. Và vì thế thì chúng tôi sẽ giúp anh có thể làm quen được một chút với không khí của chương trình bằng một vài câu hỏi vui. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi vẫn thường hỏi đó là cái tính xấu nhất của anh là gì? Mình tự đánh giá tính xấu của mình thì là thích ra quyết định cho người khác. Vậy điểm tốt thì là gì? Điểm tốt của mình là mình quan tâm đến mọi người. Anh thích làm việc với cái tiếp cộng sự nào nhất? Mình thích làm việc với tiếp cộng sự mà có thể trở thành CEO, tức là những người độc lập và dám ra quyết định. Vậy thì còn cái nhóm nào là cái nhóm mà anh không thích làm việc cùng? Mình không thích làm việc cùng là những người chỉ tư duy là tôi đi làm thuê và tôi chỉ làm đúng phận sự của mình. Những người đó thì rất là khó để phát triển, đúng không? Cái vấn đề quan trọng là thế này, tất nhiên công ty thì không thể là có người giám đốc được, nhưng cái vấn đề là những người mà người ta tư duy là tôi đang đi làm thuê ấy, hay là tôi chỉ làm đúng phận sự của mình ấy, thì sẽ không phù hợp với một công ty startup. Bởi vì là với những công ty lớn ấy, thì các quy trình và mọi thứ của họ đã rõ ràng, cho nên là một người chỉ cần đóng tròn vai của mình là cả bộ máy nó cũng sẽ chạy. Nhưng với một startup ấy, thì các quy trình hay là các cách phối hợp giữa các nhóm với nhau chưa thể chuẩn được. Cho nên nếu người nào chỉ đóng tròn vai của mình thì có khi cả cái startup đấy vẫn fail. Thần tượng của anh về khởi nghiệp là ai? Mình không có thần tượng đâu, nhưng mình đọc rất nhiều về mọi người và mình rất thích những người như là CEO của Amazon này, hay như là Bill Gates này. Nhưng mà mình thích nhất là một người trong giới tài chính hơn. Đấy là Warren Buffett, là CEO của Berkshire Hathaway. Rất tuyệt vời. Cuốn sách về khởi nghiệp mà anh thường đọc thì có tên là gì? Mình thích nhất cuốn là Zero to One của Peter Thiel. Cuốn sách nó nói về câu chuyện là làm thế nào để xây dựng được một người ta gọi là một độc quyền sáng tạo. Làm thế nào để xây dựng được một công ty lớn và tạo ra nhiều giá trị. Và ông ấy cho các cái công thức để đánh giá xem là một dự án hay một ý tưởng đấy liệu có trở thành một công ty như vậy được hay không. Thì đó là một công cụ rất là tốt. Anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm bao nhiêu tuổi? Mình lập công ty riêng đầu tiên của mình là năm 2011. Tức là lúc đó mình bao nhiêu ta? Lúc đó là mình 29 tuổi. 29 tuổi. Và từ đó đến nay thì anh đã có bao nhiêu dự án startup rồi? Clickme nó thật ra nó là công ty thứ 3. Nó là công ty thứ 2 về công nghệ. Tỷ lệ thành công hay thất bại theo anh tự đánh giá là khoảng bao nhiêu phần trăm? Đến bây giờ thì mình vẫn chưa thành triệu phú cho nên là chưa biết là thành công hay không. Clingme có nghĩa là gì? Clingme tiếng Anh nó một từ là cling to me ấy, thường để mô tả một người rất là gắn bó với mình mà thường xuyên đi theo mình. Ví dụ như là con bám đuôi mẹ này hay là em bám đuôi chị này. Thì cái ý tưởng của tụi mình là tụi mình muốn phát triển một ứng dụng mà ở trên điện thoại di động của tất cả mọi người. Và điện thoại di động thì ngày nay đã trở thành một vật bất ly thân, cho nên là cái Clingme là vì vậy. Ra đời từ năm 2012, Clingme là một ứng dụng miễn phí giúp người dùng có thể tìm kiếm mọi thứ mình cần trong cuộc sống như cây ATM, cây xăng, tiệm thuốc, hàng ăn, cơ sở làm đẹp, trong bán kính gần nhất. Điểm khác biệt của ứng dụng này còn ở tính năng cashback, hoàn tiền từ 5 đến 70% trên tổng hóa đơn mua hàng cho người dùng khi check-in trên ứng dụng này. Số tiền hoàn ứng sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho người dùng. Đây là cách kích cầu hiệu quả mà nhiều nước phát triển trên thế giới áp dụng. Mọi người hay quen thuộc như là Groupon ngày xưa chẳng hạn, của những năm 2010. Thì tức là họ đưa ra những cái deal giảm giá rất là dữ dội, rất là cao để khiến khách hàng không có nhu cầu mua sắm vẫn phải mua sắm. Đấy, thì nó dẫn đến một cái trường hợp là không phải lãng phí mà cái giao dịch đó làm cho cái người chủ cửa hàng mất tiền. Cái số tiền họ thu được không đủ để bù cái chi phí giá vốn sản phẩm của họ, thậm chí là như vậy. Thì nó không bền vững. Nhưng bọn mình mong muốn là với mỗi một giao dịch với mỗi khách hàng Clingme mang đến thì đối tác cùng chúng tôi đều có lợi nhuận. Thì đấy là cái sự khác biệt lớn và cái quan trọng nữa là thay đổi cái ngành bán lẻ. Bởi vì như mọi người đều biết là Việt Nam mình thì có tới 3 triệu người bán lẻ
và cái giao dịch chúng ta gọi là giao dịch offline đấy, tức là không phải giao dịch trực tuyến mà mua bán trực tiếp của mọi người, thì nó vẫn chiếm tới 95% tổng bán lẻ của Việt Nam. Và ngành bán lẻ Việt Nam xưa nay thì chưa có nhiều ứng dụng trong công nghệ, rất là hạn chế, đa phần vẫn là chuyển từ kênh truyền thống là đi chợ lên các siêu thị, và sau đó phát triển nữa là có ứng dụng là máy tính tiền. Nhưng mà cả cái chuỗi là tìm hiểu về khách hàng này, chăm sóc khách hàng này, hiểu khách hàng của mình là ai, làm sao có sản phẩm bán được phù hợp, thì kênh offline hầu như chưa có. Và đấy là cái mong muốn CleanMe là sẽ là đơn vị cung cấp cái giải pháp và công nghệ để giúp các nhà bán lẻ kinh doanh tốt hơn, khỏe hơn. Mình thì không biết code, cho nên là hầu như 6 tháng đầu mình toàn chơi thôi. Phía tòa nhà họ cứ báo là nếu như mà không đóng tiền thì họ sẽ niêm phong. Thì anh đặt cược bao nhiêu phần trăm là mình sẽ có thể thành công? Mình sẽ đặt cược là 300%. Các bạn đang theo dõi chuyến xe khởi nghiệp với hành khách Trần Hải Quang, sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có thời gian nghiên cứu thạc sĩ chuyên ngành tài chính tại Mỹ. Thế nhưng Hải Quang lại lựa chọn công nghệ thông tin để bắt đầu khởi nghiệp. Khi mình học về kinh doanh ấy, có một cái norm mọi người hay nói là mình nên chọn cái việc gì mà giao thoa của ba điểm, một là xã hội cần này, hai là mình làm được và có tiền này. Thế nhưng có một quan điểm khác, nếu mình chỉ căn cứ vào những gì mình làm được ấy, thì đấy là một suy nghĩ rất là hạn chế. Ví dụ như tôi không biết gì về công nghệ thông tin, tôi là dân học ngoại thương, thì chẳng lẽ tôi không bao giờ làm về công nghệ sao? Cái mà mình cảm thấy nó là sự cần thiết thì mình phải tìm cách để xây dựng và tạo ra cái năng lực đấy cho mình, cho doanh nghiệp của mình. Cái tôi quan trọng nhất vẫn là cái thị trường người ta cần cái gì hoặc thị trường nó sẽ đi về đâu. Còn làm sao để mình đạt được cái điểm đó, mình đến được điểm đó thì đấy là việc mình phải làm. Vậy theo anh thì yếu tố quan trọng nhất để một startup có thể thành công là gì? Bản thân mình đến giờ phút này mình cảm nhận thì quan trọng nhất vẫn là con người. Vậy trong những người làm cùng anh, những cái co-founder ngày đầu thì anh đã phân định như thế nào và tìm kiếm và hợp tác với nhau như thế nào? Anh co-founder của tôi thì tôi biết anh ấy từ khi tôi làm cái job đầu tiên của tôi khi ra trường. Thì khi đó hai anh em biết nhau, khi tôi quyết định làm CleanMe ấy, thì cũng đúng cái lúc mà anh ấy vừa kết thúc công việc ở một công ty game của Nhật. Thì tôi chia sẻ luôn ý tưởng và hai anh em quyết định là làm chung với nhau. Cái sắp xếp của hai anh em rất đơn giản là anh ấy sẽ là người quản lý và xây dựng đội công nghệ. Tôi sẽ lo mọi chuyện kinh doanh về chiến lược. Khi cái việc đó nó thuộc phạm chủ của ai thì người đấy sẽ có quyết định cuối cùng. Công việc nó phân chia rạch ròi như vậy? Công việc phân chia rạch ròi như vậy. Đó, sau một thời gian vận hành thì anh thấy nó có thúc đẩy công ty chạy nhanh hơn không? 6 tháng đầu ấy thì chúng tôi chỉ hoàn toàn làm cái việc là phát triển sản phẩm. Các bạn developer viết code ấy. Mình thì không biết code, cho nên là hầu như 6 tháng đầu mình toàn chơi thôi. Thật ra mình cũng tham gia phát triển sản phẩm, nhưng nói chung là cũng không nhiều. Thế thì nó nảy sinh ra một chuyện là anh partner với tôi mới nói là thật ra là anh thấy là em không làm được marketing mà cũng chưa làm nhiều về mảng kinh doanh lắm. Thế thì bây giờ anh là CEO thì để cho anh nhiều quyền hơn, điều hành công ty, và em thì đóng vai trò là tư vấn. Mà không thì hai anh em tách ra để tự làm. Mình rất là tôn trọng ý kiến của anh đấy, và mình biết là chia tay nhau thì chắc chắn là cả hai cũng thất bại, không ai có thể thành công được. Cái mâu thuẫn này là bình thường, bởi vì tôi nghĩ là vợ chồng hay là những người sống với nhau mấy chục năm còn mâu thuẫn nữa là mình. Thế thì cái quan trọng là làm sao để anh em cùng thoải mái và tiếp tục phát triển. Tôi quyết định là về chuyện quyền lợi, tôi chấp nhận là quyền lợi của tôi giảm xuống, thưởng cho CEO của công ty, người mà đã giúp phát triển sản phẩm, tiền cổ phần, và cho anh ấy toàn quyền quyết định. Tôi sẽ chỉ đóng vai trò là tư vấn thôi. Thì team tiếp tục làm việc và tiếp tục phát triển. Vượt qua giai đoạn đầu để phát triển sản phẩm, tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng với một công ty khởi nghiệp non trẻ. Bài toán về doanh thu, dòng tiền xoay vòng vốn ra sao để vận hành doanh nghiệp gần như số 0 đối với Hải Quang và các cộng sự. Lúc ấy chúng tôi sắp cạn tiền rồi. Các hóa đơn thì chồng chất ở trên bàn. Nhân viên thì hỏi anh ơi, bây giờ phía tòa nhà họ cứ báo là nếu như mà không đóng tiền thì họ sẽ niêm phong. Thậm chí có bạn hỏi anh ơi mai có đi làm không? Lúc đấy là thực sự là như sống trên đống lửa, ngọn lửa của tất cả anh em đồng đội là bị dập tắt mất. Thì lúc đấy thì anh em một là chỉ có vừa động viên nhau, hai là cũng nhiều khi đúng là nói với những bạn những cái mà mình là gọi là vẽ ra, có lúc cũng hơi hoang mang, thực sự là thế. Quyết định để từ bỏ FT và gia nhập CleanMe đến với mình khoảng 15 ngày, mình đã lường trước được những cái khó khăn, những thách thức, và mình tin rằng là
mình có thể cùng với các đồng nghiệp truyền lửa cùng với họ để vượt qua những khó khăn đấy. Với tư duy quản lý dựa trên thế mạnh của từng người, chuyên môn hóa từng vị trí đảm nhiệm và cơ cấu lại bộ máy nhân sự, ba người sáng lập Hải Quang, Thái Dương và Văn Giang đã cùng nhau xây dựng những chiến lược tập trung đẩy mạnh marketing, hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tăng số lượng người dùng ổn định và thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần. Đến nay, sau gần 5 năm phát triển, dự án này đã nhận 3 vòng vốn đầu tư, ước tính giá trị công ty lên đến 10 triệu đô la. Với đội ngũ hiện tại thì anh đặt cược bao nhiêu phần trăm là mình sẽ có thể thành công? Mình sẽ đặt cược là 300%. 300%? Hơn cả chắc chắn, đúng không ạ? 100% là ở phía mình, 100% nữa là team của mình, 100% nữa là những investor đã đầu tư cho mình. Thế là thành 300%. Như người trên trời, mình có bán căn nhà của mình. Mình nghĩ là đã có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Trần Hải Quang sinh năm 1983 tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, anh tiếp tục học tập, nghiên cứu tại Mỹ. Sau một thời gian làm việc tại các công ty tập đoàn lớn, năm 2012, Hải Quang trở về nước, ấp ủ những dự án riêng cho mình. Khi mà mình về Việt Nam thì mình đã muốn là làm về công nghệ. Và mình cùng một số anh em khác nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi có làm một startup tên là MoX. MoX tức là chữ xe ôm mình viết ngược lại thành MoX. Và cái ý tưởng đó là chúng tôi làm vào năm đầu năm 2012 với cái mong muốn là kết nối những người lái xe ôm trên khắp các thành phố của Việt Nam gần hơn với khách hàng. Và cái yếu tố quan trọng nhất thời điểm đó MoX là làm về cái logistics cho thương mại điện tử, nó gọi là cái chặng cuối cùng kết nối với trực tiếp với lại người tiêu dùng. Và một trong những cái pivot mà chúng tôi thực hiện thời điểm đó là giúp các cái shop tại mặt phố đi giao hàng cho khách hàng. Chúng tôi hướng MoX làm về hướng đó. Ở tuổi 29, khi đã có những kinh nghiệm nhất định trong quản lý, vận hành doanh nghiệp, thế nhưng con đường khởi nghiệp của Hải Quang vẫn không dễ dàng với dự án MoX. Vì cái giá phải trả cho lần thất bại đầu tiên mà buộc lòng anh phải bán nhà để trả nợ. Thời điểm mình về Việt Nam thì mình làm tài chính thì cũng sành điệu. Khi điểm đó mình đi một chiếc Mercedes 200, cũng như người trên trời ấy, không nghĩ là cái rủi ro nó đến, bởi vì mình cũng tự tin. Nhưng mà khi mà bắt đầu làm startup một con đường khác thì các bức tranh nó khác hơn rất nhiều. Cái sức ép về tài chính, giải quyết các vấn đề hàng ngày của startup nó khác rất xa với lại làm một công ty lớn hay là làm một cái lĩnh vực khác như là tài chính. Mình có bán căn nhà của mình khi đó là hơn 7 tỷ thôi. Xe của mình thì mình mua lúc đấy là hơn 1.4 tỷ, còn lúc mình bán thì chỉ được có hơn 700, và bán để trả nợ bạn bè, vì bạn đã cho mình vay tiền để làm startup. Rồi mình không thể nhớ được bao nhiêu lần là trong ví của mình không đủ tiền đi xe ôm, thì là mình đi bộ quãng đường khoảng 3-4 km để về nhà. Trong quá trình làm MoX, mình phát hiện ra là rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ là họ không có một công cụ nào để làm marketing hay là đẩy kênh bán hàng. Không có khách đến mua hàng, cũng không biết khách hàng của họ đến mua sắm là ai. Thế thì từ đó chúng tôi mới thấy là đây là một bài toán mà tương đối là hóc búa, mà cũng có một cơ hội rất lớn, bởi vì điện thoại thông minh hay là smartphone thì càng ngày nó càng phổ biến. Và chúng tôi thấy là rõ ràng nếu mình đi theo cách tiếp cận CleanMe thì mình có một cơ hội. Con đường mà CleanMe ra đời. Từ một trong những người đầu tiên mà tôi tiếp xúc đấy là một người bạn của tôi. Anh ấy là chủ của một chuỗi siêu thị điện máy rất là lớn. Thì đấy là một trong người mà tôi nghĩ đến ngay, bởi vì là bản thân cái siêu thị điện máy thì họ có một cái gọi là lợi nhuận biên tương đối tốt, và bản thân họ thì cũng có nhu cầu rất nhiều trong việc là chăm sóc khách hàng. Thì tôi nói chuyện với anh ấy thì tôi nghĩ chắc là anh ấy hiểu được những gì tôi nói 10%. Sau đó thì nó cũng không đi đến đâu cả, bởi vì là sau đó anh lại chuyển xuống cho bên dưới. Nhưng mà tình thì lại càng khó khăn hơn. Và cái người khách hàng mà anh thuyết phục thành công tham gia vào cái mạng lưới của anh thành công đầu tiên là khách hàng nào? Cái khách hàng đầu tiên tôi được trực tiếp tham gia đấy là một cửa hàng thời trang, đấy là Lụa Là. Thời gian đầu khi mà anh thử dùng CleanMe để tìm các địa điểm thì anh làm thế nào để sưu tầm các cái vị trí, các cái địa điểm để đưa lên CleanMe? Chúng tôi dùng rất nhiều cách. Một cách đơn giản nhất là mình lên mạng và mình biên tập lại. Một cách khác là chúng tôi thuê các đội ngũ cộng tác viên, tức là các bạn cộng tác viên nó sẽ có thiết bị GPS cầm máy ảnh
đi chụp ảnh dọc các con đường. Thì khi các bạn đi chụp ảnh thì các bạn sẽ nhận được mấy thông tin, một là vị trí location của cái địa điểm đó này, hai là cái hình ảnh của quán đó này, trên hình ảnh đó thì sẽ có thông tin về địa điểm, địa chỉ, điện thoại, ngành nghề kinh doanh. Độ chính xác của Clingme là bao nhiêu phần trăm với các địa điểm đó? Tôi có thể nói là khoảng 70%. Không bao giờ là chính xác được, không có một database nào chính xác hết. Thậm chí là như là các đơn vị quản lý kinh doanh cũng không thể chính xác được. Đấy. Và khi mà nói tới cái việc là chính xác hay không chính xác thì chúng tôi muốn anh có thể theo dõi một cái đoạn trải nghiệm của một bạn khán giả. Chào các bạn, mình là Phương Linh và mình là một sinh viên. Cũng như rất nhiều các bạn sinh viên khác thì mình cũng rất hay tìm hiểu một số những cái ứng dụng giúp cho mình có thể chi tiêu cũng như là sinh hoạt tiện hơn. Và ngay gần đây mình với được bạn mình giới thiệu một ứng dụng là Clingme. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình trải nghiệm một trong những cái tiện ích mà Clingme cung cấp cho người dùng, đó là tìm cây ATM gần nhất nhé. Mình đang ở Khương Hạ và mình cần tìm một cây ATM của ngân hàng Vietcombank. Đây rồi, mình đã tìm thấy địa điểm và đó là cây ATM ở 21 Vương Thừa Vũ. Chúng ta hãy cùng thử đến đó để xem có đúng là có những cái tiện ích như là có chỗ đỗ ô tô như trong này viết hay không. Mình đã nhìn thấy số 35 Vương Thừa Vũ và mình sẽ tìm xem số 21. 25. 23. Và đây là số 21. Kia là số 23 và đây là số 19. Thì chắc chắn đây sẽ là số 21 nhưng mà lại là một cửa hàng. Mình nghĩ là đã có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Với một người dùng lần đầu tiên và khá là khó tính như mình thì có lẽ là mình không hài lòng lắm với lần trải nghiệm đầu tiên này. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ thử tìm một cây ATM khác cũng ở gần đây. Mình có thấy một cây ATM khác tại số 110 Thái Thịnh. Chúng ta sẽ thử ra đây để xem có thể tìm thấy cây ATM của ngân hàng Vietcombank như mong muốn hay không. Mình đã có thể rút được tiền theo như mong muốn và đúng là ở số 110 Thái Thịnh thì có một cây ATM của ngân hàng Vietcombank thật. Và mình nghĩ rằng với bất cứ một cái ứng dụng mới nào thì cũng sẽ có những cái sai sót và chưa thể hoàn thiện kịp. Tuy nhiên thì mình vẫn rất mong là Clingme có thể sớm hoàn thiện ứng dụng của mình để cho người dùng có thể có những cái trải nghiệm tốt nhất. Vừa rồi anh đã được xem một cái trải nghiệm nhỏ nhỏ. Thực tế thì chúng ta thấy biết rằng cái việc mà nó không chính xác, sai khác thì là chuyện rất bình thường. Nhưng theo anh thì thường những cái sai khác này nó sẽ đến từ những cái nguyên nhân nào? Ví dụ trường hợp vừa rồi của bạn ấy là ngân hàng là chuyển địa điểm. Hay là có nhiều trường hợp là thậm chí là ngân hàng còn đóng cả cửa ATM hoặc qua các quán vỉa hè người ta không kinh doanh được nữa. Cái chuyện này là diễn ra thường xuyên, rất thường xuyên. Độ trễ của cái việc cập nhật trên Clingme nó sẽ là khoảng bao nhiêu lâu? Khi mà chúng tôi mới xây dựng ấy, thì chúng tôi kỳ vọng là mỗi một năm chúng tôi có thể cập nhật thông tin được 2 lần. Nhưng mà khi số lượng thông tin lên quá lớn thì không một công ty nào có thể cập nhật được. Và chuyện này là chuyện không tưởng. Các bạn biết là tại sao database của Google Maps lại nhiều như vậy? Có một công ty chuyên nghiệp đi thu thập thông tin bản đồ và bán lại cho các công ty khác. Nhưng mà người ta vẫn phải dựa rất mạnh vào cái chuyện là người dùng cập nhật thông tin. Thế thì chúng tôi mong muốn ví dụ như trường hợp của bạn vừa rồi là bạn ấy tìm thấy là rõ ràng ở Vương Thừa Vũ không tồn tại cái ATM đấy nữa, thì bạn có thể là kích ngay trên ứng dụng một nút rất là nhanh thôi và báo là địa điểm này không tồn tại nữa, tự khắc là hệ thống thông tin sẽ cập nhật lại và cập nhật các thông tin đấy cho những người xung quanh. Thì cái chúng tôi mong muốn là gì? Cái chúng tôi mong muốn là người dùng có một công cụ để chia sẻ các thông tin hữu ích cho cộng đồng. Hay ví dụ như là các bạn khi đi đến một địa điểm mới mà tìm ra một chỗ thú vị hơn thì có thể cập nhật thông tin đó lên trên Clingme. Nó lại sẽ kéo theo một cái điều nữa là như vậy thì cái tính xác thực của những thông tin đó nó sẽ không cao. Khi mà bất cứ ai cũng có quyền báo cáo rồi là can thiệp để có thể là thay đổi, giống như là những thông tin trên Wikipedia chẳng hạn thì không bao giờ được coi những thông tin một cách chính thức. Với các địa điểm trên Clingme thì chúng tôi có biên tập lại. Tức là khi người dùng mà gửi thông tin lên thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin đó. Nếu mà thông tin đó tốt thì chúng tôi mới duyệt. Bởi vì rất nhiều bạn là vui tính là cửa hàng người ta vẫn tồn tại hoạt động nhưng các bạn lại báo đóng cửa chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi là cũng sẽ có cái hệ thống đánh giá xem là người dùng đó là người dùng có đáng tin cậy không. Thông tin của họ đưa lên có đúng hay không. Sở hữu hơn 300.000 người dùng và hơn 2.000 điểm ưu đãi tại các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên những con số này chắc chắn vẫn chưa làm hài lòng chính những nhà sáng lập của Clingme hay chính người dùng. Vẫn còn ít nhiều những hạn chế mà Hải Quang và các cộng sự sẽ phải tiếp tục hoàn thiện để đem đến một sản phẩm theo đúng mong muốn ban đầu là tạo ra một nền tảng kết nối do chính người dùng tạo nên.
Bây giờ thì đã là buổi trưa rồi và anh nghĩ sao nếu như bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng ứng dụng của anh để xem phần mềm sẽ đưa ra gợi ý như thế nào? Sure, Cling Me gợi ý được ngay để mình mở app và tìm địa điểm phù hợp. Quán Hồng Kông được không? Tùy anh thôi, nếu như mà nó gần chúng ta nhất. Ok, mình thử địa điểm này đi, mình thấy nó là quán mới. Mời lên. Vâng. Nhà hàng này mới mở Hà Nội được hơn 3 tháng. Các cửa hàng F&B giai đoạn đầu tiên là rất quan trọng. Nếu 3 tháng đầu tiên thu hút được khách ngay thì quá trình kinh doanh nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Như vậy là với những nhà hàng mới mở thì cái việc tiếp cận mình dễ hơn rất là nhiều so với nhà hàng đã có từ lâu. Về cơ bản là đúng như vậy, bởi vì khi người mới thì người ta sẽ cởi mở hơn, nhưng mà cũng không hẳn là người cũ thì người ta sẽ chê bai đâu. Bởi vì dù là mới hay cũ, người ta đều hiểu được rằng là cần khách hàng và làm thế nào để mình giúp họ có thể khách hàng là mình chiến thắng. Chào hai anh. Em xin tự giới thiệu, em là Lan, quản lý của nhà hàng. Thì không biết hôm nay món ăn có hợp khẩu vị của cả hai anh không nhỉ? Ổn em ạ. Ngày hôm nay thì bọn anh có đặt bữa trưa ở nhà hàng thông qua ứng dụng Cling Me. Không biết là nhà hàng thì đã tham gia vào Cling Me lâu chưa? Nhà hàng em có tham gia vào Cling Me cũng được hơn một tháng rồi. Bên cạnh cái việc là chất lượng món ăn thì bên em cũng cần phải đẩy mạnh marketing. Bởi vì nó mới mẻ thì bọn em muốn làm cách nào đó để mà truyền tải đến mọi người một cách rõ nhất. Tại sao lại là Cling Me mà không phải một cái tên khác? Cling Me có cái tệp khách hàng văn phòng và ngân hàng rất là phù hợp với cái đối tượng mà bên em cần hướng tới. Có cái ứng dụng cashback ấy, thì em thấy cái đấy rất là mới mẻ. Và khách hàng không như đến ăn mà khi mà người ta tích đủ một số tiền thì người ta có thể lấy lại cái số tiền đó. Thì em thấy cái đấy là kích cầu khách hàng rất là phù hợp. Nhưng cái đó là do nhà hàng của mình sẽ phải giảm bớt cái phần lợi nhuận của mình lại để chia sẻ cho khách hàng. Cái vấn đề lợi nhuận này thì đã có nằm trong chiến lược marketing của bên em định sẵn. Thì cái này cũng không ảnh hưởng nhiều quá đến vấn đề kinh doanh. Đúng, giống như chi phí mọi khi mình chạy quảng cáo hay gì vậy. Nhưng mà ví dụ như quảng cáo nhá, bọn em chạy quảng cáo online trên Facebook hay là trên Google chẳng hạn, thì mình mất một số tiền nào đấy, mình sẽ thấy ngay là có mấy nghìn người sẽ biết đến cái hàng của mình. Nhưng khi mình cashback là thậm chí mình giảm 100.000, thậm chí 200.000 cho một khách. Khi mà so sánh hiệu quả như thế thì liệu có thế nào, nó có ăn thua không? Cling Me có một cái ưu điểm là chất lượng khách hàng rất là rõ ràng, chứ không như những cái kênh truyền thông khác. Nhiều khi mình bỏ ra một số tiền rất lớn nhưng mình không biết được là cái số lượng khách hàng thực tế sẽ đến với nhà hàng mình là như thế nào. Nhưng mà tôi thấy là nó sẽ có một cái khó khăn so với cái quảng cáo thông thường. Vâng. Tức là cái bản thân nhà hàng cũng sẽ phải làm rất là tốt cái chuyện liên quan đến hình ảnh trực tiếp rồi cái món ăn rồi các thứ về chất lượng phục vụ của nhà hàng. Trên Facebook chẳng hạn thì có thể là đôi khi cứ chạy quảng cáo thôi người ta cũng không thể biết được chuyện đó. Chính xác, tức là mục tiêu của chúng tôi là không chỉ là chuyện giúp nhà hàng tăng thêm khách hàng mà mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi dẫn khách hàng đấy cho đối tác, cho nhà khách hàng của nhà hàng thì nhà hàng cần phải chăm sóc. Nhà hàng cần phải làm sao để khách hàng hài lòng thì mới họ mong họ trở lại. Và chúng tôi cũng làm việc rất kỹ trong việc khi mà ký hợp đồng hợp tác với các đối tác thì chúng tôi sẽ không hợp tác với những đối tác nào mà kinh doanh không nghiêm túc. Bên mình có nhận thấy là cái thực khách mà biết đến quán qua Cling Me cũng rất là lớn. Cái doanh thu tăng lên rất là nhiều. Mình muốn Cling Me có chương trình quảng cáo phong phú hơn, ví dụ như là video. Bởi vì là theo mình thấy thì khách hàng khi mà người ta tiếp cận video ấy, nó sẽ nhanh hơn là đọc thông tin. Các bạn đang theo dõi chuyến xe khởi nghiệp với hành khách Trần Hải Quang, sáng lập dự án Cling Me.vn, dấn thân vào con đường khởi nghiệp khá muộn so với nhiều người khác. Nhưng dường như đó lại là lợi thế để anh cùng các cộng sự từng bước vượt qua những cái đích mà mình đặt ra. Anh Quang thân mến, và bây giờ chúng tôi muốn mời anh nghe một cái giọng nói. Chắc là sẽ rất quen thuộc với anh. Anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, mình sẵn sàng rồi. Và chúng ta sẽ thử nghe một giọng nói xem đó là giọng của ai. Làm vợ nói chung là đã là khó khăn rồi. Thế còn làm vợ của một startup thì mình thì đơn thuần là giảng dạy và là nghiên cứu, rất là làm cái công việc rất là học thuật. Thế nên là cái khó khăn lớn nhất với mình ấy là chia sẻ cái giấc mơ của anh ấy, tức là mình không hiểu nhiều về startup. Cái thời điểm mà anh Quang anh ấy mở công ty ấy thì bản thân mình rồi gia đình cũng rất là băn khoăn trước cái sự lựa chọn của anh ấy. Mình chỉ sợ là anh mất thời gian thôi. Anh ấy càng ngày càng dồn nhiều tâm huyết vào cái đứa con tinh thần đấy thì liệu không biết có thành công không? Mà nếu mà không thành công là sẽ mất thêm vài năm nữa. Và lúc đấy thì cũng đã ba mấy rồi, không phải là già thì không già nhưng mà cũng không quá trẻ. Và gia đình thì mình mới lấy nhau còn chưa có con cái. Kể cả anh không thất bại những cái trước thì mình cũng vẫn luôn lo là cái tiếp theo nó không thành công. Thực ra thì đến tận bây giờ cũng vẫn có cảm giác đấy, chứ không phải là không. Là đương nhiên là công ty thì có những cái bước phát triển nhất định.
Nhưng mà cái chuyện mà nó thành công đến đâu là mình thực ra mình cũng không nhìn thấy được. Mình được nghe chồng chia sẻ thôi, chứ còn bản thân mình là không sâu sát đến cái mức độ là mà mình nhìn thấy một cái tương lai nào đấy nó rõ ràng. Và vừa rồi thì anh đã nghe một giọng nói, chắc là anh nhận ra đó là ai rồi. Bà xã của mình. Và anh cảm thấy như thế nào khi lắng nghe những chia sẻ của vợ mình về những cái băn khoăn khi mà có một người bạn đời làm startup? Thật ra đấy cũng là điều mình băn khoăn nhất ấy. Đôi khi mình thấy mình hơi ích kỷ. Mình theo đuổi cái giấc mơ, cái tham vọng của mình. Thì thật ra cái người khổ nhất không phải là mình đâu, mà là những người xung quanh mình. Cuối 2013 và đầu 2014, tức là khi tôi lập gia đình được khoảng 6 tháng đến 8 tháng, thì lúc đó là cái tiền tiết kiệm của tôi thì đã đầu tư vào công ty. Và cái mức lương tôi nhận ở công ty lúc đó tôi nhớ không nhầm thì khoảng 6 triệu thôi. Vợ tôi làm giảng viên đại học, nhưng mà lương giảng viên đại học mà không đi dạy thêm thì chỉ khoảng chưa được 4 triệu một tháng. Thì mình mới thấy sao mình khổ thế. Và cái mình khổ thì mình chịu được, nhưng mà cái người xung quanh mình khổ thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Thì bà xã nhiều lần nói là mình nên đi xin việc, thì mình apply thử cũng xin được job. Tôi tưởng là và cuối cùng không trúng cho nên là vẫn làm đến bây giờ. Không, mình may mắn là có được offer. Thật ra mình đi xin việc thì cũng không khó đâu, mình chưa bao giờ nghĩ mình xin việc khó cả. Vấn đề là việc là gì thôi, và cái việc đấy có thật sự là việc mình muốn làm hay không thôi. Sau đấy là mình tìm mình huy động được vốn cho công ty, mình tìm được nhà đầu tư cho công ty bên ngoài, nói chuyện với bà xã, và bà xã cũng tin tưởng hơn và quyết định là mình tự tăng lương cho mình ở công ty. Thì bà xã cũng đồng ý cho mình tiếp tục chiến đấu, và cũng may thời điểm đó là bà xã mình ra nước ngoài, cho nên là mình ở nhà là mình cũng được tập trung, đúng không? Tập trung vào công việc. Chính xác. Thật ra trước đây khi mình trẻ, mình nghe mọi người lúc nhận được một cái thành quả gì đấy hay lên là cảm ơn gia đình, thì mình cũng nghĩ là chắc là lịch sự thôi. Nhưng mà đến vào hoàn cảnh này mình thấy là đúng. Nếu như mà có một người để mình cảm ơn thì mình phải cảm ơn chính những người bên cạnh mình. Ít nhất là người ta đừng làm mình nản lòng. Đấy là đã là quan trọng rồi. Vậy là các bạn vừa đồng hành cùng 30 phút của chuyến xe khởi nghiệp với hành khách Trần Hải Quang, sáng lập dự án Clingme.vn. Thành công không bao giờ đến dễ dàng với bất cứ ai. Đứng dậy thật nhanh sau những thất bại sẽ giúp bạn có động lực mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi khát khao của mình. Như vậy là chúng ta cũng đã đi đến gần cuối của hành trình rồi, và lúc này cũng đã là cuối ngày. Không biết là trong những ngày khác vào thời điểm này thường là anh sẽ phải làm gì? Giờ này mà ra đường là chỉ có tắc đường thôi, cho nên là mình ngồi văn phòng và làm việc nhiều nhất đến khoảng 6 giờ hơn, 7 giờ kém thì mình sẽ về. Trong lịch của anh thì ngày hôm nay cuối ngày anh sẽ làm gì? Mình nghĩ là chương trình sẽ xong khoảng 3 giờ là xong, cho nên là trước đây mình đã xếp một cái conference call lúc 4 giờ và một cuộc họp khác với team của mình lúc 4 rưỡi, cho nên là nó cũng hơi sát giờ. Nếu như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chuẩn bị nói lời chia tay với các khán giả của chuyến xe khởi nghiệp. Tôi thì hy vọng rằng cuộc trò chuyện chúng ta có thể dài hơn một chút, anh có thể chia sẻ thêm nhiều điều thú vị hơn, bởi vì khán giả của chúng tôi cũng có rất nhiều người đang khởi nghiệp và muốn lắng nghe những chia sẻ từ các anh để có thể chuẩn bị kỹ hơn cho cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên là thời gian của mỗi người thì có hạn, chúng ta sẽ có thể trò chuyện thêm vào một dịp khác. Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng muốn dành cho anh, đó là sau khi chia sẻ tất cả mọi điều về mình vào lúc này anh cảm thấy thế nào? Rất trân trọng cái cơ hội của chuyến xe khởi nghiệp. Bởi vì trước đây mình là người ngại chia sẻ, mình không thích chia sẻ, mình cũng không thích lên truyền thông. Nhưng mà thật sự là đây là một cơ hội rất tốt để mình nhìn lại mình. Mình nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, và những cái lúc nhìn lại như vậy thì thường là sẽ tốt hơn cho bản thân mình trong tương lai. Mình chỉ có muốn chia sẻ với các bạn đừng băn khoăn trong chuyện là cố gắng lắm để làm startup. Tức là mình chỉ nên làm startup khi mình thật sự cảm thấy mình sẵn sàng. Làm startup không có nghĩa mình phải là co-founder hay là giám đốc của công ty đâu. Làm startup có khi là bạn là một thành viên trong công ty cũng được. Mình là một nhân viên xuất sắc trong một công ty startup cũng được. Cái quan trọng hơn ấy là mình tìm được một đội ngũ mà ở trong đó mình phát huy được cao nhất cái năng lực của mình. Và mình thật sự là xây được sản phẩm mà giúp giải quyết một vấn đề gì đó nó có thực và mang lại cái giá trị thực cho cuộc sống thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Và con đường startup thì nó không phải nhung lụa đâu. Kể cả là khi bạn huy động được 1 triệu, 10 triệu hay 20 triệu đô. Có những doanh nghiệp ở Trung Quốc, ở Mỹ đã huy động tới 100 triệu đô mà vẫn thất bại. Cho nên chuyện tiền thì không phải là vấn đề. Và rất là cảm ơn anh đã tham gia hành trình thú vị ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, tôi xin phép tặng anh chiếc kỷ niệm chương này để ghi dấu lại hành trình của chúng ta. Và chúc cho anh sẽ giành nhiều thành công hơn nữa với ứng dụng Clingme. Vâng, rất cảm ơn chương trình. Rất là cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, và như vậy chúng ta đã khép lại chuyến xe khởi nghiệp ngày hôm nay cùng với vị hành khách thú vị đến từ Clingme. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những hành trình tiếp theo thì các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chuyến xe khởi nghiệp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
có một số chuyện tương đối bất ngờ, ví dụ như là tâm sự của vợ chẳng hạn, thì cũng làm mình suy nghĩ. Đôi khi mình chú ý vào công việc quá mà bỏ quên những người xung quanh thì cũng không nên, cũng hơi tệ.